Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khải anh em ơi. Lần này thì Khải sẽ ép một tay xương tinh anh em ơi. Hiện tại Khải đã có phổ 3, 5 và đầy đủ nguyên liệu rồi. Nói chung bây giờ chỉ việc vào việc và FDF thôi. Và tối nay sẽ ra là 3 tay xương tinh. Đó. Vô việc, đã anh em chờ đợi lâu. Vô. Ép một tay xương tinh thì nó tốn khoảng tầm một mảnh như thế này á. Nhìn sang qua một mảnh như thế này tốn khoảng 9 viên thủy tinh và một ekip, một long tịch, một tải tiền kinh đó, một mảnh hình thật. Thì bây giờ thì anh em cùng đi ép này. Rồi hiện tại Khải sẽ lấy dòng sinh lực hiện 1.8, sinh lực hiện 1.8 như này, hiện tinh nào một này. Đây nè mày, vô các bạn nhiều dữ ta, mới mua 100k vàng nè mày, mới mua 100k vàng, cố lên nhé Khải. Ok, cảm ơn anh em đang xem đỡ lại Khải một like chia sẻ chơi nè mày. Đây nè mày, hello Đoàn Vinh Hằng. Hôm nay fix xây rồi nè mày, hôm nay fix xây mảnh rồi, hôm nay xây tốn đến 50 hồn một lần xây, thì nói chung không ai dám xây luôn nè mày, không ai dám xây luôn, gấp mấy lần. Ủa cái gì vậy, sao mình bỏ vô đóng được, lấy nè, sinh lực hiện một nè, phẩm 8 nè, phẩm 8 thì Khải sẽ bỏ 4 thị tinh, 4 viên đại. Cố gắng lên thành công nè mày, cho mít thì nó mất 4 thị tinh uổng lắm. Phẩm 8 nè. Phẩm 8, ok. Bây giờ chúng ta sẽ... Ông Khải làm MC hợp hơn à? Hello Trần Nguyên Trọng nha. Hello Hữu Thọ. Hello anh em. Chùm ép đồ. Hello Trung Trần nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến kháng độc. Kháng độc hiện 2. Nói chung kháng độc hiện 2 thì Khải cũng lấy cho nó hiện tình 3 đi. Cho nó auto cho nó khỏe nè mày. Nhiều khi hiện tình 3 nhưng mà nó đẩy cái phẩm chất cao hơn em. Kháng độc hiện 1 chứ lộn. Sợ nó xịt là chất luôn. Tại vì phẩm 8 này mà. Nó cũng cần phẩm 8. Hiện tình 3 cũng là 4 thịt tinh, 4 tinh 4 đại, 2 tử 2 lục. Hiện 1. Đó, hiện 1 anh em, không thật. Hiện 1, không thật, ok chưa? Đây, vô. Anh em đang xem trong một live ủng hộ chơi anh em ơi. Đó, ok, easy game chưa? Rồi, giờ đến cái này phẩm 7 ha. Cái này nỗ lực dòng cuối hiện 7, phẩm 7. Lực hiện cuối thì Khải sẽ đi làm vài bình tiểu. Khải hay ép phẩm 7 auto với cái điểm đó là 2 đại 2 tiểu nè, 2 đại 2 tiểu 1 phút gì 1 thị tinh thì lên 7. Đó. 2 đại 2 tiểu lên 7, đó. Lâu lâu nhẹ thành tí. Chuyển con lôn trong đêm luôn em ơi. Nếu mà xong hai món Khải chuyển con lôn trong đêm luôn. Tại vì là Khải cũng thiệt là đợi tầm này muốn đánh tống kim một trận, tống kim hoành tráng thì đi theo đội hình này nọ đánh cho sướng nè. À, nỗ lực dòng cuối, nỗ lực dòng cuối như nè, đó, hai đại hai tiểu, đó, xong mảnh đầu tiên, nếu này lên bảy xong mảnh đầu tiên đơn giản thôi, mảnh thì ra mảnh nhanh thôi nè, vấn đề là ép có lên hay không ra mảnh thì nhanh thôi, bảy ok chưa, đủ, rồi ra mảnh này, anh em nào mà chưa biết cách ép đồ á, thì có thể xem video này của Khải rồi cũng như là sau này anh em có thể đi server nào cũng được, anh em cứ theo Khải Khải ép thôi. Hiện tại bây giờ Khải sẽ ra mảnh tiếp mảnh. Đó. Ra mảnh thì 100% lên nha em ơi. Không có xịt nha em. Ở cái mảnh bao tay xương tinh này không xịt. Nên là tự tin luôn. Không xịt. Nên là không cần bỏ gì luôn. Vẫn lên nha em. Không còn cái đai lưng xăm hòn. Anh em cũng biết rồi. Đai lưng xăm hòn. Auto xịt luôn. Khó lên vải trưởng nha em. Ông anh đang mất biết nhiều rồi mà không lên là không lên. Này. Ghê chưa. Tại Khải là có mảnh số 5 rồi đúng không. Đây, bao số 1. Rồi, mảnh đầu tiên. Khải có 3 dưới 5 rồi. Bây giờ Khải ép mảnh 1. Thành công, ok chưa? Đó, nhanh gọn nè. Hôm nay đây bao tay xương tinh không biết là đẹp hay không. Chứ còn ra đẹp thì easy game nè. Đây, 1, 3. Nhìn luôn, cho anh em nhìn luôn đỡ. Đỡ loạn, đó. Rồi, tiếp tục nè. Tiếp tục là mảnh thứ 2. À, tiếp tục mảnh thứ 2. Tiếp tục là kháng độc này.
nỗ lực hiện cuối nè. Đó. Thấy cái auto nè. Sinh lực hiện 1 nè. Rồi xong. Chờ chút, nhanh gọn hơn nè. Đủ đồ rồi, giờ tầm này ra ép vật rạc thôi nè. Chờ xem cài ép đốt ba tay. Ok. Đem like cho Discord cho anh em xem cho vui nha. Còn đem ra YouTube cũng được, ủng hộ một view. YouTube bên này theo dõi hết rồi nha. Ok anh ơi. Rồi. Hụt viên thì tin chuẩn bị nè. Rồi cái gì nè. Còn rồi, ok, vô điểm tống kim, 3k điểm tống kim nữa xong. Đó, em mới ép một bản được rẹt thôi, nói chung đủ đồ ép nhanh rồi mà. Không có đồ, không có đồ ép được rẹt. Break kì cái vô. Rồi. Đứa thẻ đây. Khải, Zalo nhờ tí. Từ từ Bảo Như ơi, Khải đang ép đồ Bảo Như ơi. Đồ, nói thiệt anh em là đến giờ like của Khải, anh em nhờ mọi cái Khải không làm được. Trung gian ạc, hàng giao dịch này nọ Khải không làm được đâu. Còn... cái thuyền chỗ nào vậy anh? Thì ngoài cái giờ like á thì ok thì nhờ được, còn đang like không 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 làm được này, mất thì không, không đủ thời gian. Rồi, vô ép rồi. Hôm nào đi từ tinh lục rồi tiếp tục ra mạnh 2 lấy dòng sinh lực phẩm 8. Đừng tự tin đi. Tụi con đi cọt ra mà. Cái này sau lưng này. Ai sao vậy ta? Sao Hùng? Hùng nói gì? Em nói cô ấy. À. Anh gì căng? Bốn thì tin. Anh gì căng? Xong ép luôn chứ. Đủ số mảnh ép luôn cho anh em xem luôn thử vào tay mini mini hay mát chứ anh em. Nói chung là giờ xác định là đã chơi là khô máu hên xui. Đó, giờ không biết như thế nào, khô máu thôi. Rồi, phẩm 8, ok. Tiếp tục đến cái kháng độc phẩm 8 nữa nè. Má mấy cái phẩm 8 này sợ lắm luôn nè. Nó không lên thì mất vài cục thì tinh. Kháng độc này. Phẩm 8 kháng độc phẩm 8 33 nhớ Khải bù lại cái đau, ok đó easy phẩm 8 luôn. Rồi, đến vai gì đây à cái chất cũ cái lộn gì ta chất mày mua lộn cái này chi vậy hiện hai chi vậy xem tí là xong sắp mặt rồi hiện hai bước đi nhầm hiện ba chứ. Nỗ lực hiện 3. Đúng rồi, đúng rồi. Thì mua 2 bình tiểu ạ. Sợ thì nên như tin tắc hả? Cái công thức này thì không tu rồi nè. Ví dụ anh em ép 99 cái, xịt đúng 1 cái. Đó. Khải ép chưa giờ xịt lần nào thường xuống 7 luôn. Nhưng mà đợi khoảng tầm 5-70 phát rồi nó sẽ xịt 1 phát là xuống 7. Đó. Rồi, xong này lên mạnh thứ 2. Mà cầm 4 mạnh 6 nữa thôi. Lấy nỗ lực này, cái này nỗ lực cao này. 110 mấy lần. Phẩm 7. Hiện 3. Thiên tinh. Từ từ thiếu 2 bình đại. Đó. Nỗ lực 110 mấy nè. Đó, ok, xong. Tiếp tục mạnh số 2. 1, 2, 3. Rồi, mạnh số 2. Bên người anh hồ sao cô đưa trở về san tân trong vô này chi lòng
anh em mang về dừa hốt khám này. Như ngày xưa nơi đây mười lăm Tết xưa, mười lăm năm có mấy chữ tình mà thiếu hiền thân rồi. Vương nhớ nhung hoài tìm em trong phòng bà gió sương hay trong giấc mơ. Ép vào tay xương tinh nha anh em ơi. Rồi, đó thấy chưa? Bốn bản. Cộng hai mạnh cuối cùng. Hai mạnh cuối cùng này, xương tinh này. Xương tinh này. Tại gì cân này. Cái kiếp này. Đâu ạ? Dạ, thức tiêu phong này. Thức tiêu phong này. Đây là một tật. Rồi. Tinh này. Một loại giấy thôi, mũi giấy xanh cháu anh chị gì à, sao một loại giấy thôi sao đó ông ơi mũi trắng mũi à. Ok, tiếp tục anh em ơi. Đó, đào có bốn mảnh xương tinh, chỗ đầu là một này, hai này, rồi xong. Tiếp tục lên mảnh thứ thứ năm và mảnh tiếp tục lên mảnh số 4 và mảnh số 6 nữa, hai mảnh cuối cùng. Ờ, chuyển về con lô anh em ơi. Nói chung là hôm trước Khả chuyển đường môn trải nghiệm cho anh em xem á, thì hôm nay cũng được top 7 tống kim, thì top 7 top 8 đó đánh cũng khá ok, nhưng mà thiệt tình để mà nói thì tăng thêm thân pháp này nọ thì ok đấy, nhưng mà Khải thấy cảm giác đi đánh đường môn cứ đi bất lẽ nè, nên là Khải không thích. Cách của Khải thích đó là Khải đi đánh giao tranh hội đồng này nọ nè, nên là Khải sẽ đổi về con lô đao, tùy tốn kém tí mà không sao, thì con lô đao chém vào sướng nè. Lấy rác này chứ, chưa lấy rác vào đây chi. Rồi, rác này à, phòng kháng động này. Kháng động này. Chân lực hiện 1 này. Nỗ lực hiện cuối này. Đó. Kháng động này bỏ qua đây. Chân lực nào. Chân lực hiện 1. Chúng mình này thích đánh kiểu giao tranh đồ, chứ đứng đi bất lẽ buồn quá nè mà. Lẽ buồn thiêu. Ôi, không thiêu rồi. Rồi, ok. Ờ, khả năng rao đổi đao xương tinh đẹp hơn anh em ơi. Khả năng đổi đao một tí ra bao tây. Đó, ghép ra mắt nè. Hên xui nè mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, hiện tại khả năng rao cái nỏ đổi đao xương tinh đẹp anh em ơi. Đang đổi, cố gắng đang đổi cái nỏ đẹp về cái đao xương tinh đẹp hơn một chút. Cái đao nhìn kia kiểu cùi quá. Tinh 1 này, 4 thiệt tinh này, 4 duyên này. Này hiện 1 phẩm 8 sinh lực cao nha nè, sinh lực phẩm 8 nha. Lực phẩm 8. Ok, phẩm 8, tiếp tục là kháng độc. Kháng độc, ẩn 1, 4 thiệt tinh. Nó lấy nhìn lên kia nè. Không tin được. Có còn nhìn thì tên nào ở đây không? Có sao hết thì tên rồi nhanh dữ ta. Oh, tính là hôm nay được mà bao tay anh em ơi. Bên này còn hơn 12 viên thì tên nữa. Rồi, bốn tử như nè. Lấy nè. Kháng độc hiện ẩn 1 nè. Tinh 3 nè. Bốn thị tinh nè. Bốn viên đại, lá phần 8 kháng độc như nè. Lá phần 8 kháng độc nha. Không có, tầm này không có đồ toàn nghiễn hoàng ơi. Cũng muốn lắm mà không có đồ anh em ơi. Mua đồ không ai bán. Ép đồ thì mua phố không ai bán. Phần 8 ok. Hello anh Kim à, anh Mã Kim Thạch nha. Hello anh em. Kháng độc này.
Chu Sa Khón, nỗ lực dòng cuối, ok. Nỗ lực dòng cuối nè. Sẽ hai đại hai tiểu đã đập lên phần 7 cho nó chắc kèo nè. Em cho anh em gộp băng vào bên này, băng đơ đỡ cho nó cân server anh ơi. Băng đơ cũng khá là yếu, băng ngáo cũng khá là yếu. Hai băng bị yên hành sắp mặt nên là anh em quyết định qua bên này, cũng như là hoạt động để có thể cân đối server hơn. Anh em qua bên này luôn, quyết định qua băng đơ. Rồi. Hôm nay đánh đường môn cũng ngon nè, mà cái mạng cải hơi bị sao. Giật khó chịu. Đánh hôm nay đường môn ok. Một thủy tinh nè. Hai đại hai tiểu phẩm 7 nha nè, lấy phẩm 7 nha. Nói chung là mình thích đánh tống kim nè. Thích đánh tống kim nên là Khải thấy là con đông đao đánh tống kim vẫn là một cái phái cực kỳ chất. Đường môn thì cũng được, nhưng mà đỡ nói thì đi bất lẽ solo thì Khải không thích đó. Với lại bao tay thiên quang mua không có nè. Mua bao tay thiên quang không có. Mua bao tay thiên quang đường môn không ra. Không có luôn á. Rồi tiếp tục ra cái phổ số 4 nha nè. Còn phổ số 6 cuối cùng. Đó, em một tay thường tình. Nói chung là đủ đồ thì ra rẹt rẹt đúng không nè. Ra 30 giây thôi. Đó, mạnh 4. Nghe chưa? Rồi mạnh 6, mạnh cuối cùng. Một mảnh thì như Khải tính thì còn 7 viên thị tinh. Tại Khải thiếu một cục thị tinh nữa. Khải lấy thêm một cục thị tinh nữa. Thiếu một cục thị tinh nữa. 9 viên thị tinh chứ. 9 viên thị tinh nữa. Thiếu 3 viên. Thiếu 3 viên. 4, 4, 1 là 9 viên thị tinh. Nhầm. Thiếu 3 viên nè. Đủ xanh. Rồi. Thiếu 3 viên đúng không? Rồi. Đó. Xong cái này nó đi ép nha em ơi. qua băng tơ nha Nam Lê ơi. Ở băng tơ lâu rồi mà. Đúng rồi, đúng rồi. Tốn thiệt. Nhưng hôm trước anh em cũng đổi đường môn trải nghiệm đó. Thì Khải chiều ý anh em thôi. Anh em muốn đổi đường môn thì Khải đổi đường môn để trải nghiệm cho anh em xem. Còn thiệt tình thì Khải đâu lúc đó đâu muốn đổi đâu nè. Mà anh em muốn đổi thì Khải nhiệt tình Khải đổi cho anh em. Khải tốn khoảng mấy trăm nghìn đó. 200-300 nghìn đó. Thì Khải đổi qua đổi lại thôi. Anh em thích thì Khải đổi thôi, vấn đề đâu. Rồi, sống này ra bao tay nha nè. Đó, thì lại rác đã. Lấy phổ với lộn, lấy phôi với lộn, cứ bao rác. Lấy phôi. Lấy phôi, lấy phôi. Nha, không fit luôn, thôi không sao. Mình cần thì mình lấy thôi. Sinh lực hiện 1 rồi nha. Nỗ lực hiện cuối. Rồi còn cái kháng độc nào không? Không thì lấy cái kháng độc mà. Trung thị tinh giờ lên giá cao quá nè mày. Trước 150, xong lên 108, lên 200, rồi lên 203, 202. Đỡ anh Nguyễn Vinh thì cũng ok, nhưng mà tầm này thì anh Nguyễn Vinh thì nó chọc rương lắm nè. Làm biến quá. Sinh lực hiệu 1 nữa ta. Rồi lấy một cái phôi sinh lực hiệu 1 nữa nè. Lấy cái sinh lực hiện 1 nè, hết rồi. Lấy phú duyên cho khỏi qua lại. Đây, sinh lực hiện 1 đây. Anh em mà thích xem ép đồ thì đừng quên đỡ lại video này, cũng như là đang xem trực tiếp cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và Khải hay ép lại những video ngắn này á vào lúc là 11:15 hàng ngày nha anh em ơi. Đi mua thêm hai bình tiểu nữa. Kháng độc có rồi, kháng độc 13 có rồi nè em ơi. Đây. Kháng độc 13 có rồi nè. Đây, kháng độc 13.
tại vì phôi kháng độc nó hơi hiếm nên là Khải phải lấy cái đó làm kháng độc. Hai bình tiểu nữa, bình tinh ba rồi, mua mấy cái này nữa đó. Xong cái này ra bao tay xương tinh nha em ơi, xong cái này xong cái phổ này ra bao tay xương tinh nha, biết như thế nào nha em. Một nè, rồi cố gắng ra 333, trời ơi quá đẹp luôn em ơi. Không ra được đâu phần hình ơi, không ra được. Sinh lực hiện 1 nè, cái này khả năng sinh lực hiện 1 cho nên 4 hữu duyên, 4 hiệp tinh, phẩm 8. Phẩm 8 là easy game. Đó, sinh lực nè, phẩm 8 là ok cho nên ok. Đợt này đạp bao tay xung tinh nha 26 cái minh ơi, Trường ơi. Dự đoán 312, trời 312 cũng được nè. Cứ 3 đầu tiên 9x là được. Cứ 3 đầu tiên 9x là được. Rồi. Hai bình quốc viên là ok xong. Đợt này lấy kháng độc nha nè. Kháng độc phẩm 8. Kháng độc phẩm 8. Hiện 1, ấn 1. Hiện kháng độc của Khải chơi kỳ kỳ tới quốc hiện tinh 3. 4 thiệt tinh, vòng 4 thiệt tinh 4 đại. Đó. Bao tay 323, trời quá đẹp. Nói chung là cố gắng thôi em ơi. Cố gắng 3 cấp là đẹp. Rồi phẩm 8 ok. Rồi giờ lấy cái nỗ lực dùng cuối. Nỗ lực dùng cuối ok. Rồi chuẩn bị ra bao tay thôi em ơi. Anh em đang xem cho một like chia sẻ em ơi. Gần đến giai đoạn lấy bao tay rồi. Bao tay xương tinh của anh em. Hai đại, hai tiểu, một thị tinh. Tính hết rồi nè, tính hết thị tinh trong đầu rồi. Nãy giờ hơn là chưa xịt phẩm 8 nha em ơi. Chưa xịt phẩm 8 ấy. Xịt phẩm 8 là tốn thị tinh lắm. Còn cái phẩm 7 này easy 100% lên nè. 7 ok. Rồi ra mầm xấu nè, ra mạnh xấu xong rồi đi đi ép nha nam, mạnh xấu này, rồi chuẩn bị may mắn này nọ thôi, cánh may mắn cái ép thôi, may mắn nào, may mắn quá tửu các kiểu đâu, quá tửu này, đó, thiên sơn đâu, đây thiên sơn này, đó, ok chưa, chuẩn bị đầy đủ hết luôn. Cánh mình mánh hận luôn. Để vô phổ này. Tầm này thì vô phổ số 6 nha nè. Hello anh em mới vô nha. Nói chung thì chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ nè em ơi. Tầm này cũng khuya rồi mà hơn 350 anh em đang hóng cái vụ án này. Thì Khải cũng cảm ơn anh em rất nhiều nha. Này thì ép đồ này hơi canh nè em ơi. Vô. Vô. Mình sống rồi đi có vào tay xương tinh. Rồi. Làm luôn 333 đi Khải hả? À? Anh em xem đông quốc luôn cái giày đi Khải hả? À? Đúng rồi Tuấn Minh ơi. Nói chung là đỡ Khải sẽ quốc thêm luôn cái giày vụ ảo luôn. Anh em đang xem trên fanpage Di Khải Gaming. Thì nó nếu mà xuất hiện sao free nè. Anh em donate sao free ủng hộ Khải nha anh em ơi. Hiện tại trên fanpage này hơn 50 người anh em đang xem á. Trên YouTube là hơn 350 anh em xem thì nhớ cho một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Rồi. Ra vào tay xương tinh anh em ơi. Vô vô. Vô 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 vô. Tay xương tinh. Rồi, ok. Đây xương tinh anh em. Cố lên, nói chung là ra bao nhiêu cũng chơi. Tại vì là xác định chuyển còn long down rồi. Ra bao nhiêu cũng chơi anh em ơi. Rồi, cái ngân bánh này. Rồi, ok chưa. Hiện tại Khải đã chuẩn bị này 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đó, Khải chuẩn bị bữa giờ là đủ số mảnh rồi. Giờ vô nha anh em. Anh em đang xem thì cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Vô mảnh này mọi người. Đây nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, ok chưa? Đó. Anh em dự đoán cho vui anh em ơi, dự đoán cho vui anh em ơi. Đã like và tìm ok anh ơi.
đủ sống mạnh anh em. Giờ chỉ việc giây phút chờ đợi hồi hộp của chúng ta sẽ ra bao nhiêu nha anh em. Khui hàng, khui hàng. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Ôi dạ, vô. Này xếp đại này chứ có xếp xếp gì đâu. Ok. Xong bao tay nam ơi. Xong bao tay nam ơi. Anh em đang xem cho một like ủng hộ chia sẻ video chơi nam ơi. Nói chung thì Khải hôm trước thì mở ra cái đao cũng khá là xịt, nên là cũng muốn chơi cùng luôn rất là nhiều, nhưng mà cái đao này sau này tính sau em ạ. Rồi, vô. Cố lên, cố lên, cố lên. Khui. Woo! Đẹp quá nam ơi. Và cấp 9x quá đẹp luôn. Rớt nước mắt. Chà chà chà, rớt nước mắt. Đổi 3-2-1 anh em ạ. Trời ơi, đẹp quá nam ơi. Ôi trời ơi, 3-2-1 đẹp quá, đẹp quá. Quá đẹp anh em ạ. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp cho một cô lông đao. Quá đẹp cho một cô lông đao. 1-1-3 nhảy cầu á. Tưởng 1-1-3 nữa nghỉ luôn là. Ok anh em ơi, quá đẹp anh em ạ. 3 cấp 9x quá đẹp. Ngạo Tiết Tiêu Phong 3 cấp 9x 3-2-1 quá đẹp luôn. Nói chung là cái quan trọng của Khả đang nghĩ đến vấn đề là skin 9x này mà. Trời ơi quá đẹp. Bù lại cái đao anh em ơi. Ừ, bù lại cái đao anh em ơi, đẹp quá rồi. 3-2-1, đột cái này mà 3-2-2 nữa, nó đẹp thêm một chút xíu nữa nè. Để chút xíu nữa nè, quá đỉnh luôn. Ok, giờ chúng ta sẽ đi đọc tiếp đôi giày vụ ảo nha nè. À, quá đẹp quá đẹp. Nếu mà 1-2-3 Khả đi ngủ luôn à. Quá đẹp, quá đẹp nè mọi. Khả hết nhỏ rồi, ok nè mọi. Ok ok, ngon. Cái quan trọng nhất là skin 9x. Mình đã mắt 3 cấp là đẹp rồi nè mọi. 1-2-3 thì toi luôn. Ok, quá đẹp. Tiếp tục. Tiếp tục đôi giày vụ ảo nha nè. Đó, nói chung là Khả sẽ chuyển cho con lông đao trong đêm nay. Chỗ đầu đến giày vụ ảo nha nè. 1-3 vụ ảo. 1-2 vụ ảo thì ngự tâm thực nè. 1-2 đó, đầy đủ hết rồi anh em, chỉ việc giờ đi ép thôi nè. Khả tính thì bao nhiêu thì tin này nọ Khả ép luôn cho anh em xem, tính cho anh em xem nha. Đỡ mà đôi giày này á, từ từ á, đỡ kết thúc video này đã. Anh em đang xem video này đừng quên đỡ lại cho Khả một đăng ký kênh ủng hộ chơi nha anh em ơi. Và xin kính chúc anh em luôn xem video vui vẻ nha. Và những video ngắn như thế này Khải sẽ up vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em. Còn Khải sẽ livestream vào lúc 7 giờ tối 15 phút hoặc là 7 giờ tối 30 phút hàng ngày nha mọi người. Đừng quên để lại một đăng ký kênh ủng hộ nha.